Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận video ngày hôm nay. Ngày hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. camera đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hiện bây giờ là khoảng 8 rưỡi tối các bạn. Hôm nay công ty thì cũng khá là bận cho nên Thuận làm video trễ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại có rất nhiều thông tin. Thuận nghĩ là Thuận sẽ chia sẻ những thông tin quan trọng hôm nay. Còn những thông tin còn lại đó có thể là dời lại ngày mai để mà chia sẻ. Tại vì Thuận không muốn cái video này quá dài. Và hôm nay chúng ta có rất nhiều, rất nhiều những thông tin nổi bật. Các bạn có đã biết là Chủ tịch Fed đã đến hạ viện ngày hôm nay thì đã nói những gì và hôm nay đó chủ tịch fed lại được hạch hỏi rất nhiều và đặc biệt có rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới stable coin liên quan đến crypto và cbdc chúng ta chia sẻ chi tiết với các bạn chúng ta cũng có những thông tin liên quan tới như là silvergate à, ngân hàng đó đã quyết định là họ sẽ đóng cửa và những cái thông tin quan trọng liên quan đến crypto nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư như bạn có thể biết là sau khi mà Fed phát biểu ngày hôm qua thì thị trường tài chính nói chung nó khá là bearish tại vì mọi người đều nghĩ là Fed sẽ quyết định là tăng lãi suất mạnh hơn nữa và sẽ giữ lãi suất ở mức cao hơn là mọi người nghĩ và sẽ giữ thời gian lâu hơn là mọi người mong đợi sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính. Thì hôm qua chứng khoán Hoa Kỳ là một màu đỏ các bạn ngày hôm nay đó thì thực sự mà nói là cũng không phải là đỡ hơn nhiều chúng ta thấy là cả hai chỉ số lớn S&P 500 và Nasdaq đó thì xanh nhẹ là một chút mà thôi nhưng mà Dow Jones lại tiếp tục xuống ngày hôm nay các bạn xuống 0.18% pre-market thì các bạn thấy được là cả ba chỉ số bây giờ như là Dow Futures, S&P, futures và Nasdaq futures thì đang màu đỏ và nếu chúng ta nhìn vào vàng hôm nay vàng cũng xuống các bạn vàng bây giờ đang hướng về các phía là 1.800 đô cho một ounce vàng hợp đồng vàng bây giờ mức là 1.816 còn vì dầu thì sao dầu thì không có sự thay đổi các bạn dầu mức là 76 đô và 65 cent nhưng mà crypto hôm nay đây thì lại xuống thêm nữa các bạn đặc biệt các bạn có thể nhìn thấy được là BTC hiện bây giờ mức là dưới 22.000 đô BTC bây giờ mức là 21.735 Dựa theo con get đó thì các bạn thấy được hôm nay BTC lại xuống thêm khoảng chừng là 2% nữa Nói chung đó khi mà Thuận chia sẻ những cái thông tin ngày hôm nay Các bạn thấy được hôm nay có rất nhiều những thông tin đáng lo ngại và nhiều thông tin phớt Và nếu như các bạn nghe thông tin rồi mà các bạn nhìn thấy được là BTC xuống 2% Thì cũng không phải là cái, cái phần trăm nhiều lắm các bạn Nhưng mà các bạn thấy được là hôm nay đó cả thị những crypto đều đã đi xuống à, Xuống tổng cầu là 1.6% Vốn hóa bây giờ thì chỉ hơn 1 tỷ mà thôi Nhưng đồng lớn thì các bạn đã thấy được là phần lớn đi theo xu hướng của Bitcoin à, Ngoại trừ là XRP thì tăng 2.5% Trong thứ 100 này không có đồng nào gọi là tăng nhiều hết cho bạn Đồng mà tăng nhiều nhất là Toncoin chỉ tăng có 3.9% mà thôi Kế đó là XRP tăng 2.5% Tại cũng có một số những cái thông tin coi như là lạc quan Liên quan đến dự kiện giữa Ripple và XRP Tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn Không biết là hôm nay hay ngày mai Tại vì thông tin này cũng coi như là lạc quan nhưng mà cũng không có phải là cái thông tin sẽ quyết định thắng thua trong cuộc kiện giữa Ripple và SEC đâu nhưng mà cũng như, coi như là một cái thông tin tốt đối với lại cái vụ kiện này và tốt đối với lại cái uh, bên của công ty Ripple Shiba Inu thì các bạn thấy là tăng 0.5% mà hôm nay chúng ta cũng có một thông tin tốt liên quan đến Shiba Inu à, đó chính là cái mạng lưới thử nghiệm Siberium thì cũng đã sắp sẽ bắt đầu rồi và cái uh, mạng lưới Beta sẽ có mặt trong tuần này à, và các bạn thấy được là cái đồng điều này thì đã không có xuống như đồng kia hôm nay thì tăng nhưng mà cũng không phải là nhiều lắm các bạn Tăng 0.5% mà thôi Nói chung thì mọi người vẫn đang rất là lo lắng về một số những cái thông tin Và chúng ta hãy bắt đầu nói tới cái thông tin liên quan đến crypto trước đi Đó chính là thông tin liên quan tới ngân hàng Silvergate Thì các bạn cũng đã biết là ngân hàng này đã tuần vừa rồi có rất nhiều những cái phết Và có rất nhiều những cái công ty như là Coinbase À, chúng ta nói tới gas digital vân vân thì đã coi như là đã không có tiếp tục hoạt động với là ngân hàng này nữa công ty nào cũng nói là họ đã ngưng và không tiếp tục làm việc với ngân hàng siêu giấy tại vì có rất nhiều tin đồn từ nhiều rồi là ngân hàng này sẽ bị phá sản hôm qua chúng ta có một thông tin là fdic nghĩa là cái cơ quan cung cấp dịch vụ bảo hiểm ngân hàng thể hiểu là như vậy đã làm việc với lại Silvergate thì chúng ta cũng có một cái sự hy vọng là Silvergate sẽ không có vấn đề gì và đặc biệt nhiều bạn không biết là Silvergate được hậu thuẫn tiền rất là lớn đến từ những công ty như là Blackrock nhưng mà cuối cùng nơi các bạn thấy được là Silvergate họ đã quyết định là họ sẽ đóng cửa công ty cái này nó khác với lại những cái sự kiện mà chúng ta nghe nói tới như là FTX hay là Voyager, Celsius Những công ty đó là họ khai phá sản hay là bảo vệ phá sản công ty Silvergate Họ không có phải là khai phá sản các bạn Họ chỉ quyết định là họ sẽ không có tiếp tục kinh doanh nữa và họ sẽ đóng công ty này lại và dựa theo tài liệu đó thì những người nào mà gửi tiền với là Silvergate thì họ hoàn toàn họ rút tiền chứ không có bị mất cái phần nào hết có nghĩa là Silvergate làm ăn thua lỗ cho nên họ quyết định là không làm ăn nữa và công ty Silvergate thua lỗ một phần rất là lớn tại vì liên quan tới FTX các bạn họ đã cho FTX một con số tiền rất là lớn thường nhớ là cỡ 1 tỷ đô la và bây giờ FTX thì đã khai bảo phá sản rồi họ mất đi cái phần tiền đó cộng với lại các bạn thấy được là rất nhiều những ngân hàng trong thị trường crypto này đã quyết định là không làm ăn chung với họ nữa thì cũng không có lý do gì mà họ tiếp tục cho nên họ quyết định là sẽ đóng công ty này lại và những cái người mà gửi tiền vào công ty này họ sẽ rút tiền về chứ không có mất mát gì hết nó không phải là khai bởi phá sản cái tiền mất đó là cái tiền của ngân hàng Silvergate mà thôi nhưng mà điều này cũng rất đáng tiếc các bạn tại vì trong thế giới ngân hàng ở Hoa Kỳ đó chúng ta chỉ có hai ngân hàng lớn là cung cấp dịch vụ à, cho những công ty crypto mà thôi thứ nhất là ngân hàng Silvergate ngân hàng chúng ta vừa nói đến và thứ nhì là ngân hàng Signature Bank thì cả hai ngân hàng này đã đều có vấn đề các bạn CVK thì Thuận vừa chia sẻ rồi Còn Signature Bank đó thì vì lý do là họ không có muốn Dính dáng tới những cái cuộc điều tra của những cái cơ quan chính phủ Cho nên họ đã quyết định là bây giờ đó Họ chỉ cung cấp dịch vụ cho những cái sàn giao dịch Nếu như mà giao dịch đó hơn 100.000 đô la mà thôi Đó là lý do tại sao mà các bạn đã nhớ là sàn Binance.com Thì đã ra quyết định là họ sẽ chuyển qua để mà sử dụng một cái ngân hàng khác tại vì Signature Bank chỉ hỗ trợ à, những cái wire hơn 100 ngàn mà thôi thì các bạn thấy bây giờ đó ở trong thị trường crypto này chúng ta cũng không còn bao nhiêu ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto nữa điều này cũng rất là đáng tiếc và Silvergate thì có cái tài sản là 11 tỷ đô la còn ngân hàng Signature Bank nó lớn hơn nhiều có tổng tài sản lên tới 114 tỷ À, đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới Silvergate Cái sự kiện này đã xảy ra rất là nhanh và kết thúc cũng rất nhanh rồi các bạn Nó không giống như những sự kiện kia à, Chúng ta thấy được là có nhiều tin đồn là có công ty gì đó sắp sửa phá sản Rồi một thời gian dài sau mới à, có thông tin chính thức rồi lại kéo dài đến ra à, to Kéo dài cả năm trời Silvergate thì kết thúc rất là lẹ Những thông tin đáng lo ngại xuất hiện nhiều là tuần vừa rồi Thường đã chia sẻ với các bạn rồi Tuần này Silvergate quyết định là sẽ đóng cửa Cái mà chúng ta à, cũng đã từng nói đến là Các bạn đã biết là đứng sau lưng Silvergate Chúng ta có một số những công ty Họ cũng bỏ rất nhiều tiền để mà mua cổ phần Chúng ta có quỹ đầu tư Susquehanna và đương nhiên chúng ta có quỹ đầu tư BlackRock họ bỏ ra rất nhiều tiền họ đã mua một số lượng cổ phần của Silvergate rồi sau đó cách đây vài tháng họ lại mua thêm cổ phần nữa họ sở hữu rất nhiều cổ phần của Silvergate và bây giờ đã không biết cổ phần đó là lời lỗ như thế nào à, nhưng mà khả năng nếu như các bạn nhìn vào giá cả của cổ phần Silvergate à, trong thời gian một năm qua đó thì các bạn thấy được là cái giá của Silvergate chỉ đi xuống mà thôi và khi mà có những cái uh, tin đồn đáng lo ngại liên quan đến Silvergate tuần vừa rồi đó các bạn đã nhớ là cái cổ phần đã giảm từ mức là 8 đồng 93 sen mà đã đi rất nhanh xuống tới cái mức là còn có 4 đồng 75 sen mà thôi. Điều thú vị là sau khi mà họ đã tuyên bố là họ sẽ đóng cửa công ty đó thì sau khi mà có thông báo đó các bạn thấy được là ngày hôm nay trong cái lúc mà còn giao dịch đã tăng 15%, sau khi mà có thông báo đó, đó cổ phiếu của Silvergate lại tăng lên 29.48%. À, nhưng mà còn uh, về BlackRock có lời hay là lỗ tôi nghĩ là khả năng cao là họ lỗ trong cái thương diệu đầu tư vào Silvergate này Và không biết là tại vì BlackRock không có khiếu đầu tư trong crypto hay sao đó Tại vì các bạn đã thấy được là họ đầu tư vào FTX một số tiền Rồi sau đó FTX cũng khai bởi phá sản Họ coi những mức số tiền đó Họ đầu tư một số tiền cũng không nhỏ vào Silvergate Thì các bạn được là bây giờ Silvergate cũng đóng cửa Và cổ phần trong dòng một năm qua thì đã đi xuống khá nhiều rồi Một năm trước cổ phần Silvergi tới 21 đô 71 cent, à, bây giờ chỉ còn có 6 đồng 50 cent mà thôi. Nhưng mà các bạn có biết là ai vui hay không? Đó chính là Joe Soro các bạn, quỹ uh, Soro Fund uh, họ đã sốt rất nhiều cổ phần Silvergi. Đây là một trong những công ty mà rất nhiều người sốt các bạn và đương nhiên quỹ Joe uh, Soro là một quỹ rất thích sốt những cái uh, cổ phiếu và bây giờ nghĩ là ông ta sẽ rất là vui tại vì Silvergi đã giảm rất là nhiều trong một năm qua rồi và một câu hỏi à, nữa là liên quan đến cái số nợ của Michael Strauss thì tính như thế nào? Tại vì các bạn à, đã nhớ là hồi tháng 3 năm ngoái, đó, cái tầy một năm thì à, công ty Michael Strauss của Michael Saylor đã vay mượn một số tiền là 205 triệu đô la. Số tiền này họ vay mượn để mà đi thu mua BTC và họ vay mượn của ngân hàng nào? Đó chính là ngân hàng Silvergate các bạn. Và cái à, số vay mượn này đó họ phải tính tới quý 1 năm 2025 thì mới đến hạn để mà trả thì bây giờ công ty này đóng cửa thì có khả năng là họ sẽ đòi sớm hay không đó, thì tôi nghĩ là cũng không khả năng đó đâu các bạn à, tại vì trên giấy tờ có đây rõ là sẽ mượn tới khi nào à, và cho dù là tình hình của Silvia ra sao họ cũng không thể đòi à, sớm hơn được đó là những gì mà thuận hiểu và đó cũng là điều mà được chia sẻ bởi công ty MicroStrategy. Và đương nhiên cái số tiền này đã được uh, cho vay tại vì Michael Strategy đã đưa ra cái số lượng BTC, thuận nhớ là chấp bốn lần, có nghĩa là họ đã bỏ ra con số là khoảng 800 mấy triệu đô la BTC, uh, dùng làm thế chấp để mà vay 205 triệu BTC, có nghĩa là họ dùng BTC của mình làm thế chấp, họ vay tiền để mua thêm BTC các bạn. Cách làm này thì cũng khá là nguy hiểm đó và các bạn có thể đi thấy là những cái món nợ lớn của Michael Strachey Đã phần lớn là Đợi tới năm 2025 Hay năm 2027 Rất rõ ràng là Michael Saylor Đã đặt cược Rất nhiều Về năm 2025 Một năm sau khi Harbin Giá cả sẽ tăng trưởng mạnh Thì tới lúc đó Các bạn sẽ thấy được Là những cái Nợ này Cũng sẽ đến mà thôi Thì cho dù là Giá BDC tăng Như là Michael Saylor Nghĩ À, thì làm sao mà họ sẽ có tiền để mà trả nợ và trả cái tiền gốc được ngoại trừ là họ phải bán BTC mà thôi đó là lý tại sao mà thường đã từng chia sẻ với các bạn thường nghĩ là Michael Saylor sớm mua gì cũng mới bán BTC có thể là trong đầu Michael Saylor hiện bây giờ à, hoàn toàn tin tưởng là không cần khoản BTC tới lúc mà giá cả tăng năm 2025 sẽ có những cách khác có thể dùng BTC để mà để mua nơi nào đó để mà lấy lãi hay là cho vay hay gì đó rồi có thể lấy cái số tiền đó để mà đắp lại cái số tiền cũ và không có vấn đề gì họ sẽ mãi mãi không cần bán nhưng mà tôi nghĩ là sớm muốn gì cũng phải bán mà thôi các bạn chứ nếu không thì cũng không nghĩ ra cách nào mà Michael Strategy có thể trả những cái nợ đó mà không có bán bất cứ BTC nào ngoại trừ là công ty MicroStrategy thật sự là mang rất là có lời và thì cái thu nhập của họ có thể dùng để trả những cái nợ này chúng ta hãy chờ xem và đây là trường hợp tốt nhất các bạn trường hợp là giá của BTC đi như là mong muốn của Michael nếu như mà giá BTC không đi như mong muốn đó thì tình hình nó sẽ càng xấu hơn nữa rồi đó là cái thông tin lớn đầu tiên ngày hôm nay cái đó đó chúng ta cũng thấy được là có một cái thông tin coi như là tốt đối với nền kinh tế hồi sáng này được chia sẻ bởi công ty uh, biên chế ADP. Đây là công ty mà họ uh, giống như cung cấp dịch vụ uh, kế toán. Trên công ty khác họ uh, làm kế toán rồi họ trả lương cho nhân viên thì các bạn không cần phải tự mướn kế toán. Thì đây là cái công ty cũng có dịch vụ đó. Thì đương nhiên họ có rất nhiều những tài liệu là hiện bây giờ ở uh, trong quốc gia của Hoa Kỳ có bao nhiêu người đang lãnh lương. Thì uh, những thông tin mà họ Chia sẻ đó là trong tháng 2 à, họ đã thấy được là có thêm 242 người đã nhận lương. Đây là con số cộng thêm so với tháng trước đó. À, thì đây đương nhiên là một thông tin tốt với các bạn. Tại vì nếu các bạn nhìn vào ước tính chỉ có 205.000 người mà thôi. À, và cái con số này tháng 1 là chỉ có 119.000 người mà thôi. Có nghĩa là cái tài liệu đến từ ADP vẫn cho thấy được là cái comment việc làm ở Hoa Kỳ bây giờ vẫn đang rất là tốt nhưng mà đáng tiếc là sau những gì mà Fed đã chia sẻ ngày hôm qua và ngày hôm nay đó thì tin tốt thành tin xấu các bạn ai bây giờ cũng điên tưởng đến là Fed sẽ nhận được một cái phần trăm thất nghiệp rất là thấp và cùng với lại cái phần trăm lạm phát không xuống nhanh như là mong đợi sẽ dẫn đến Fed sẽ rất là nhiều hầu trong cái cuộc họp ngày 22 tháng 3 này và một điều nữa đó các bạn thấy được là chúng ta sẽ thấy cái thông tin chính thức đến từ bộ lao động của Hoa Kỳ vào ngày thứ sáu tuần này khoảng chừng 5 giờ 5 giờ ba phút sáng giờ cali các bạn có nghĩa là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ việt nam thì chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại hoa kỳ đó là cái phần trăm thất nghiệp chính thức được công bố bởi bộ tài liệu lao động nhưng mà một trong những cái người dẫn chương trình của cnbc cũng đã chỉ ra được là chúng ta có thể thấy cái thông tin liên quan thất nghiệp rất là tốt tại vì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái sự so sánh giữa chỉ số mà được công bố bởi công ty adp và cái chỉ số được chia sẻ bởi bộ tài liệu đồng của Hoa Kỳ là cái đường màu đen này, cái đường màu xanh là của ADP thì à, chúng ta thấy được là từ tháng 8 tới bây giờ ra là phần lớn ngoại trừ là chúng ta à, không tính tháng 10 và tháng 12 cái ước tính của ADP nó gần như là bằng với là cái chỉ số được chia sẻ bởi à, bộ tài liệu lao động của Hoa Kỳ. Còn những tháng còn lại đó thì cái con số ước tính của ADP thấp hơn con số thật rất là nhiều. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu chúng ta dựa vào cái dữ liệu từ tháng 8 tới bây giờ đó, khả năng chúng ta lại sẽ thấy một tháng cái đường màu đen này, cái thanh này sẽ cao hơn cái thanh màu xanh rất là nhiều. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những thông tin mà được chia sẻ bởi ADP ngày hôm nay có thể nhiều bạn cảm thấy đây là cái thông tin chỉ ra được là cái công an việc làm ở hoa kỳ đang năng rất là tốt nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy con số thật sự được chia sẻ thứ sáu này đó có thể là còn tốt hơn nữa có nghĩa là khả năng mọi người lại tiếp tục lo lắng tới phép sẽ tăng lại sức mạnh vì bây giờ công an việc làm vẫn tốt nhưng mà làm phát thì vẫn chưa có được quản lý cái tốc độ đi xuống đã chậm lại rồi đó là thông tin lớn thứ nhì thông tin kế tiếp đó là liên quan tới Cielo các bạn thông tin này hồi sáng này cũng gây ra một số cái sự lo lắng nhưng mà thường đã đọc kỹ thì thường không cảm thấy là đáng lo lắng lắm đâu nhất là thì hiện bây giờ thì trước hết Cielo là gì Cielo là một cái trang web mà đã được thành lập từ năm 2011 các bạn nói chung thì đây là cái trang web gần như là bán hàng cấm đầu tiên xuất hiện trên online và người ta có thể dùng BTC thời điểm đó để mà mua hàng cấm các bạn như là mua uh, thuốc cấm hay là mua một số uh, những cái vật mà quốc gia đó không cho phép và cái công ty này lấy tên là Silk Road có nghĩa là con đường tơ lụa đó các bạn biết đây là con đường kinh doanh hồi xưa uh, để mà đưa tơ lụa về để bán thì uh, cái công ty này uh, cuối cùng thì cũng đã bị uh, dẹp rồi các bạn và cái người đứng đầu đó là Ross Albridge thì cũng đã bị bắt và bây giờ đã ở tù chung thân nhưng mà khi mà công ty này bị uh, dẹp yep đó thì uh, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tịch thu được một số lượng lớn BTC và trong vòng nhiều năm qua chính phủ Hoa Kỳ cũng đã từ từ bán bớt đi những BTC đó và phần lớn đó là họ bán thông qua những cái đợt đấu giá à, và đợt này đó chúng ta được là có những người mà theo dõi on OnChain như là on OnChain thì uh, họ đã thấy được là có một số động tĩnh liên quan đến những cái địa chỉ ví lưu trữ BTC của Silk Road mà đã được quản lý bởi chính phủ Hoa Kỳ chi tiết hơn đó họ có động thái khoảng chừng là 50.000 BTC như là khoảng 1 tỷ đô la đã di chuyển và điều mà làm cho nhiều lo lắng đó là cái con số lượng này di chuyển có một phần không phải là phần lớn nhất cái phần này là khoảng 9.861 đô mà thôi được gửi đến cho sàn Coinbase còn cái phần còn lại là khoảng 30.000 BTC và 9.000 BTC thì di chuyển qua một cái ví khác Và đây là điều làm cho nhiều người lo ngại Tại vì trước đây mỗi lần mà chính phủ Hoa Kỳ muốn bán BTC thì họ sẽ bán đấu giá Và họ bán một số lượng lớn một lần một hay là hai lần mà thôi Để cho nó lẻ và không ảnh hưởng đến giá của thị trường Nhưng mà đợt này lại có khoảng chừng là 9.861 BTC gửi đến Coinbase Thì người ta lại lo lắng là không biết con số này à, là con số duy nhất hay không Tại vì nếu như mà đây là con số duy nhất thì cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà nếu như cái phần còn lại cũng đưa lên trên Coinbase luôn Thì các bạn thấy cái phần đó sẽ rất là nhiều 50.000 BTC là cả tỷ đô đó Cái sự tin thượng sẽ không hề nhỏ Và... Đây không phải là lần đầu tiên nhưng thường chia sẻ với các bạn là năm 2014 thì họ cũng đã từng à, bán đấu giá rồi, họ có nghĩa là à, chính phủ Hoa Kỳ đã từng bán đấu giá Mà lúc đó đã có một người đứng ra bỏ một số tiền lớn để mà thu mua 30.000 BTC năm 2014, đó chính là Team Rapper Và sau đó Team Rapper cũng đã trở thành à, một trong những tỷ phú trong thị trường crypto này rồi sau đó một năm đó, năm 2015 thì cũng đã có một số lượng lớn BTC được bán theo cái kiểu đấu giá này là 50.000 BTC thì cũng được bán thời điểm đó và đã rất lâu rồi các bạn từ năm 2015 tới bây giờ là 8 năm sau thì họ mới muốn bán các phần còn lại là 50.000 BTC này. Bây giờ đó chúng chưa cần phải lo lắng tại vì cái con số chúng ta biết chỉ có 9.861 BTC gọi đến Coinbase mà thôi. Còn cái phần còn lại là gửi đến một địa chỉ ví khác Thì hy vọng là chỉ một phần nhỏ bán cái sàn Coinbase Phần còn lại sẽ được bán đấu giá như là họ đã từng làm trước đây Đó là cái thông tin thứ ba gây ra cái sự lo ngại